Bộ Giao thông Vận tải thì hiện đang tham mưu để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho thu phí nhiều tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư bằng tiền ngân sách, trong đó có các đoạn cao tốc Bắc Nam. Và đề xuất thì đang nhận được sự quan tâm từ người dân. Thu phí các tuyến cao tốc đầu tư công, đây là câu chuyện đã được mang ra bàn suốt nhiều năm qua. Thế nhưng vẫn chưa có lời giải. Và mới đây một lần nữa, nội dung này lại được bàn tán rất sôi nổi khi Bộ Giao thông Vận tải đang gấp rút hoàn thiện đề xuất phương án thu phí cao tốc đầu tư công để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội. Liệu lần này Bộ Giao thông Vận tải có đưa ra được một lý do thuyết phục để dọn đường cho đề xuất này? Do tính chất công việc nên anh Nguyễn Quang Dương thường di chuyển trên tuyến đường Bắc Nam, đoạn Mai Sơn quốc lộ 45. Đây là tuyến đường được xây dựng bằng ngân sách nhà nước và theo quy định sẽ không mất phí. Mình thấy cái thu phí nó hơi bất cập bởi vì hàng năm đã phải nộp phí đường bộ rồi. Bây giờ thu thêm phí đấy cảm thấy nó phí chồng phí. Nên là mình thấy là không phù hợp cho lắm. Biết là người dân sẽ phải chia sẻ với nhà nước nhưng nhìn ngược lại thì nhà nước cũng phải chia sẻ với người dân. Những cái đấy nó phải đồng đều với nhau và không ảnh hưởng đến người dân thì khi đó người dân mới đồng lòng với nhà nước được. Được biết đối với các tuyến vừa đưa vào sử dụng giai đoạn 2021-2023, trong đó có cao bồ Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu. Mức phí được lên phương án thu là 1.500 đồng một km đối với ô tô tiêu chuẩn dưới 12 chỗ ngồi, sau đó sẽ tăng dần theo lộ trình được tính toán. Như vậy, mức phí được tính ngang bằng, thậm chí cao hơn mức phí thu trên các tuyến cao tốc cùng hành trình Bắc Nam được đầu tư bằng hình thức BOT như Pháp Vân Cầu Rẽ 1.500 đồng một km, Cầu Rẽ Ninh Bình 1.200 đồng một km. Thì rõ ràng là phải rà soát để mà hủy bỏ những các cái loại phí khác nó mang tính là chồng chéo nếu như khi mà có quy định đối với cả cái loại phí này. Chúng ta vay là các thế hệ đóng góp về các nguồn lực xã hội phải trả cái vay nếu mà ODA hoặc là vốn từ nhà nước đầu tư ra thì cũng nguồn gốc là xuất phát từ người dân phải chịu. Cho nên tôi đề nghị trên cái tuyến đường cao tốc lâu nay vẫn thu thì là nó phải khác và khác giảm. Về ý kiến đồng tình với chủ trương này, một số chuyên gia cho rằng ngân sách nhà nước còn eo hẹp trong khi đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đòi hỏi nguồn tiền lớn. Phí bảo trì đường bộ nó được thu để chủ yếu là phục vụ cho việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường bộ không cao tốc, các tuyến quốc lộ, các tuyến tỉnh lộ mà thôi. Và kể cả đường bộ trong đô thị. Còn khi sử dụng đường bộ cao tốc thì người dân đạt được rất nhiều ích lợi. Thứ nhất là rút ngắn được thời gian di chuyển và vì thời gian là tiền bạc cho nên rõ ràng là người dân được hưởng lợi rất là nhiều.